hãy cẩn thận với những gì mà cô đang tìm kiếm. Nó có thể đưa cô tới những sự thật vượt quá sự hiểu biết của cô. Hậu quả ngoài tầm kiểm soát. Tôi đi thắp nén nhang những ngày đầu năm, nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người năm. Ai cũng nghĩ là cậu đã chết. Nơi ai mỏi bước chân tìm về nướng nấu nhẹ gối đông. Bà biết gì về thuật bất tử? Ngừng nỗi đau. Đó là bùa ngải. Mà bùa ngải là ma quỷ. Nó ở đâu? Làm sao tìm được nó? Những ai mưu cầu sự bất tử thường họ sẽ hối hận vì điều đó.